Bầu trời xanh bao la, bên dần mây trắng bình yên, luôn là nỗi khát khao của những cánh chim trời đang dọc ngang trên những chặng đường đất nước để bảo vệ vùng trời, vùng biển của Tổ quốc Việt Nam thân yêu. Họ, những người chiến sĩ của đoàn không quân B-70, đang từng giờ, từng ngày góp phần vào công cuộc xây dựng một bầu trời và biên cương hải đảo bình yên của phía Nam Tổ quốc. Chân thần tốc của những người chiến sĩ cách mạng tiến về Sài Gòn năm 1975 đã kết thúc thắng lợi cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, mở ra một thời kỳ mới. Đó là hòa bình, xây dựng lại đất nước sau những năm tháng chiến tranh tàn phá. Cũng từ đây, nhiệm vụ bảo vệ chính quyền cách mạng trong giai đoạn đầu giải phóng cũng là một nhiệm vụ hết sức nặng nề, đặc biệt là những vấn đề nảy sinh từ cuộc chiến tranh Tây Nam với chế độ diệt chủng tại Campuchia và trên các vùng biên giới khác của đất nước. Nhận thức tầm quan trọng của việc bảo vệ vùng trời, vùng biển và biên giới phía Nam Tổ quốc trong giai đoạn mới, Đảng và Nhà nước đã ý thức được nhiệm vụ trước mắt và lâu dài là tiếp tục ổn định và xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại trong thời bình. Trong đó, quân chủng phòng không không quân được quan tâm, đầu tư và hiện đại hóa sớm nhất. Cũng từ đây, lịch sử hình thành và phát triển đoàn không quân B-70 trực thuộc quân chủng phòng không không quân ra đời vào ngày 30 tháng 10 năm 1975, theo quyết định của Bộ Quốc phòng. Khi mới thành lập, đoàn chỉ có 46 máy bay MiG-19 của Trung đoàn 925 và một đơn vị C-17, cùng những khí tài thu được của quân đội Sài Gòn cũ. Sư đoàn đóng quân tại Đà Nẵng với nhiệm vụ tiếp thu các sân bay, kho xưởng tại khu 5, đồng thời chịu trách nhiệm bảo vệ vùng trời, vùng biển, khu vực miền Trung của đất nước và tham gia các chiến dịch lớn, sát cánh cùng quân đội cách mạng Campuchia chiến đấu chống lại Khmer Đỏ, với những chiến công lớn giúp chính phủ cách mạng Campuchia giải phóng đất nước, thoát khỏi nạn diệt chủng và sau đó giúp bạn xây dựng trung đoàn không quân chiến đấu đầu tiên. Cũng trong giai đoạn này, đoàn B-70 cũng tham gia lực lượng chi viện cho cách mạng Lào chống lại các âm mưu lật đổ của các thế lực phản động. Tháng 8 năm 1987, đoàn không quân B-70 được phân công chuyển về đóng quân tại sân bay Tân Sơn Nhất với vai trò nhiệm vụ hết sức quan trọng. Đó là cùng các lực lượng vũ trang khác đảm bảo sự toàn vẹn lãnh thổ trên không, trên biển và đất liền. Đặc biệt là bảo vệ vững chắc vùng trời, chủ quyền biển đảo, thềm lục địa, các khu kinh tế trọng điểm phía Nam của Tổ quốc từ vĩ tuyến 13 trở vào, trong giai đoạn đất nước đang bước vào giai đoạn đổi mới và hội nhập với thế giới. Cùng với những chuyển biến đi lên của đất nước vừa thoát ra khỏi cơ chế quan liêu bao cấp, thì tình hình an ninh chính trị thế giới lúc này cũng đầy những diễn biến phức tạp, đặt ra một vấn đề lớn, đó là cần phải đầu tư cho lực lượng vũ trang đủ mạnh để đảm bảo an ninh chính trị cho đất nước. Trong đó, đầu tư và xây dựng lực lượng phòng không không quân hiện đại là một nhiệm vụ hết sức quan trọng. Và từ ngày thành lập đến nay, đoàn không quân B-70 như một lá chắn cho bầu trời phía Nam Tổ quốc luôn yên bình. Sư đoàn ngày càng được hiện đại hóa, được trang bị nhiều loại vũ khí, khí tài hiện đại, có đủ khả năng đáp ứng mọi tình huống xảy ra trên không, trên biển, phía Nam của Tổ quốc. Đơn vị C-17 được thành lập ngày 21 tháng 5 năm 1975. Tên gọi truyền thống của đoàn là Đoàn Đồng Tháp. Trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, đơn vị C-17 đã cất cánh 195 lần chiếc máy bay, tham gia chiến đấu chiến dịch biên giới Tây Nam, tiêu diệt hàng ngàn tên địch. Ngoài ra, đơn vị còn bay trinh sát 125 lần tìm mục tiêu cho A-37 và F-5 ném bom, bắn phá sở chỉ huy địch, căn cứ quân sự của địch, gây cho chúng tổn thất nặng nề. Đoàn đã vận chuyển được 18.700 lượt người, 1.000 tấn vũ khí, đạn dược, lương thực, thực phẩm ra tiền tuyến, chuyên chở trên 11.500 thương bệnh binh về phía sau an toàn, tạo thuận lợi cho việc cứu chữa kịp thời. Ngày 28 tháng 8 năm 1981, Đảng và Nhà nước đã phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Đoàn Đồng Tháp. Từ năm 1982 đến năm 1989, đoàn tiếp tục làm nhiệm vụ quốc tế giúp bạn Campuchia. Đoàn đã chiến đấu 150 trận, cất cánh 360 lần chiếc, đánh trúng 14 mục tiêu quan trọng của địch, tiêu diệt nhiều tên địch, phá hủy nhiều phương tiện chiến tranh của chúng. Đoàn cũng đã vận chuyển 4.051 lần chuyến máy bay chở hàng, chở người, chuyển thương bệnh binh trong điều kiện thời tiết phức tạp và vùng rừng núi hiểm trở. Ngày 30 tháng 8 năm 1989,
đơn vị C-17 được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2. Đơn vị C-37 khi mới thành lập, vị trí đóng quân của đoàn tại sân bay Cần Thơ. Tháng 5 năm 1988, đoàn đã chuyển về đóng quân tại sân bay Thành Sơn, Phan Rang, Ninh Thuận, nơi mà cách đây 35 năm, vào chiều ngày 28 tháng 4 năm 1975, phi đội quyết thắng gồm các phi công Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Văn Lục, Từ Để, Hán Văn Quảng, Hoàng Mai Vượng và Trần Văn On đã dùng máy bay A-37 ta thu được bay đến ném bom sân bay Tân Sơn Nhất, góp phần làm cho chế độ ngụy quyền Sài Gòn mau chóng tan rã. Trong các ngày 11, 12, 13 tháng 6 năm 1975, đơn vị C-37 đã tham gia đánh đảo Vai và một số đảo vùng biển Tây Nam. Các đồng chí phi công của đoàn đã bình tĩnh xử lý tình huống bay thấp, lượn vòng, thả bom tiêu diệt nhiều mục tiêu của địch trên đảo, tạo điều kiện cho bộ đội hải quân và bộ đội đặc công ta tiêu diệt toàn bộ quân địch, giải phóng đảo. Từ tháng 4 năm 1977 đến tháng 2 năm 1979, đơn vị C-37 đã tham gia chiến đấu ở biên giới Tây Nam. Đoàn đã vượt qua mọi khó khăn, nêu cao tinh thần chiến đấu dũng cảm. Đoàn đã xuất kích 500 lần chuyến, phá hủy 6 sở chỉ huy của địch, 9 trận điều pháo, 5 khu tập kết quân, loại khỏi vòng chiến đấu hơn 3.000 quân địch. Đoàn đã chi viện đắc lực cho các đơn vị bạn chiến đấu tiêu diệt địch, làm chủ chiến trường. Ngày 28 tháng 8 năm 1981, đơn vị C-37 đã được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Và phi đội 4 của đoàn được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh, tôi là phó tư lệnh kiêm tham mưu trưởng quân chủng phòng không không quân, được bộ chỉ định là đi theo chiến dịch Hồ Chí Minh làm đại diện của quân chủng phòng không quân bên cạnh bộ tư lệnh chiến dịch. Và hôm nay á, là cách 35 năm tôi trở lại đây cũng trên cái sân bay này thì rất phấn khởi, là vì á, là sân bay này á, nó trở thành á, một cái sân bay rất quan trọng, nó có ý nghĩa bảo vệ miền Trung đây rồi, nhưng mà nó vói ra bờ biển, nó còn đi xa ra nữa, cả các hải đảo như Trường Sa. Đó. Ngoài cái cán bộ chỉ huy cho đến anh em lái, cho anh em kỹ thuật, anh em là có trình độ rất cao, và những cái trang thiết bị của nó bây giờ hiện đại so với trước rất nhiều. Có thể nói là bán kính hoạt động xa, uy lực vũ khí mạnh, cho nên tôi rất phấn khởi và tin tưởng rằng cái lực lượng của trung đoàn 937 ở đây sẽ hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ miền Trung và bảo vệ các hải đảo của chúng ta. Đơn vị C-35 có tên gọi gắn liền với vùng đất mà đoàn đóng quân, đoàn Đồng Nai. Vừa mới ra đời, đoàn đã tham gia vào chiến đấu và phục vụ chiến đấu ở chiến trường biên giới Tây Nam. Đoàn đã đánh 105 trận, tiêu diệt nhiều sinh lực và phá hủy nhiều phương tiện chiến tranh của địch. Đánh thiệt hại nặng 12 sở chỉ huy cấp trung đoàn và sư đoàn của địch. Đánh chìm, đánh hỏng 17 tàu chiến. Phá hủy 15 trận địa pháo, 31 xe quân sự, 15 kho vũ khí. Đánh thiệt hại nặng 2 quân cảng, 2 bến phà, 5 sân bay. Chi viện đắc lực cho bộ binh ta tiến công địch, hạn chế được thương vong. Cán bộ chiến sĩ đơn vị đã quyết tâm cao, chiến đấu mưu trí dũng cảm, càng đánh càng trưởng thành, lập nhiều chiến công xuất sắc. Đơn vị C-35 đã được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Trong những năm gần đây, đoàn không quân B-70 đã hoàn thành nhiệm vụ vận chuyển hàng ngàn lượt cán bộ chiến sĩ đi làm nhiệm vụ chiến đấu, hàng ngàn tấn hàng hóa, thuốc men cứu trợ đồng bào bị thiên tai ở miền Tây Nam Bộ và Trung Bộ, đồng thời thực hiện hàng ngàn chuyến bay chuyên cơ an toàn, phục vụ các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước và quân đội, quân chủng phòng không không quân đi kiểm tra và làm việc tại các tỉnh, thành phố, các quần đảo phía Nam của Tổ quốc. Đoàn thường xuyên bay trinh sát tuần tiễu, chụp ảnh trên biển Đông và vùng biển Tây Nam. Hiện nay, tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, chứa đựng nhiều nguy cơ tiềm ẩn và nảy sinh nhiều thách thức mới. Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy đoàn B-70 đã lãnh đạo đồng bộ các biện pháp nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.
tập trung lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống cho bộ đội, đặc biệt là nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình hiện nay. Xây dựng cho cán bộ chiến sĩ ý thức thường trực và sẵn sàng chiến đấu, nâng cao cảnh giác, ý chí chiến đấu. Cán bộ chiến sĩ xác định tốt nhiệm vụ và trách nhiệm, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn B-70, luôn ổn định về chính trị, đoàn kết thống nhất cao, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ. Lãnh đạo chỉ huy đoàn B-70 luôn duy trì nghiêm chế độ trực ban, sẵn sàng chiến đấu, quản lý điều hành bay, đóng quân canh phòng, chấp hành nghiêm các chỉ thị mệnh lệnh của quân chủng, đáp ứng kịp thời các tình huống như ở Tây Nguyên, biển Tây Nam, khu vực quần đảo Trường Sa. Đoàn luôn bảo đảm tốt hệ số kỹ thuật máy bay, xe máy, con người và phương tiện cho các nhiệm vụ. Bay trinh sát, bay tuần tiểu, bay chụp ảnh trên đất, trên biển, trên đảo, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Đồng thời hàng năm đều tham gia các cuộc diễn tập với các lực lượng quân khu 5, quân khu 7, quân khu 9 và lực lượng vũ trang khác, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ tác chiến của quân chủng, Bộ Quốc phòng giao cho. Trong công tác huấn luyện, đoàn B-70 tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp huấn luyện, bám sát phương châm huấn luyện, cơ bản, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện trang bị và khí tượng từng vùng. Kế hoạch bay có khoa học hơn, hạn chế được sai sót. Có nhiều cố gắng trong công tác chuyển loại phi công, thợ máy, đào tạo giáo viên, biên đội trưởng, chỉ huy bay để đáp ứng với trang bị kỹ thuật mới. Tổ chức các đợt thực hành bắn ném bom, trường bia đạt kết quả cao. Công tác bảo đảm an toàn bay được lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ, hiệu quả hơn. Nhiều phi công của đoàn đã bình tĩnh, tự tin, xử lý thành công bất trắc, hỏng hóc trên không, đưa máy bay về hạ cánh an toàn. Kế tục cái sự nghiệp của các thế hệ cha anh đi trước, sư đoàn được trang bị các trang thiết tài hiện đại. Chúng tôi cần thiết phải ra sức học tập, nâng cao trình độ, sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành tốt cái nhiệm vụ trên giao là bảo vệ vùng trời, toàn vẹn lãnh thổ biển đảo phía Nam của Tổ quốc. Nối tiếp truyền thống vẻ vang 35 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và phát triển của đoàn không quân B-70, quân chủng phòng không không quân anh hùng, ngày nay các lớp cán bộ chiến sĩ đoàn không quân B-70 đã phát huy tinh thần tự lực, tự cường, vươn lên làm chủ khoa học kỹ thuật, chiến thuật, tạo nên sức mạnh tổng hợp, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu. Phong trào nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã được duy trì và phát triển. Trong 5 năm qua, có 15 đề tài nghiên cứu khoa học và 25 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được ứng dụng trong thực tiễn cho các nhiệm vụ của quân chủng và sư đoàn. Phong trào thi đua, ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy. Cán bộ chiến sĩ đoàn không quân B-70 thường xuyên quan tâm và phát triển sâu rộng ở mọi cấp, mọi ngành, gắn với phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị. Trong công tác bảo đảm hậu cần, phục vụ cho các nhiệm vụ bay huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Trong những năm qua, luôn được bảo đảm, đời sống vật chất tinh thần của bộ đội ngày một cải thiện và nâng cao. Công tác xây dựng quản lý doanh trại chính quy, xanh sạch đẹp, luôn được coi trọng. Phong trào tăng gia sản xuất phát triển rộng khắp ở các cơ quan, đơn vị. Trong chặng đường 35 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và phát triển, đoàn B-70 đã vinh dự được Đảng và Nhà nước, quân đội tặng nhiều phần thưởng cao quý. Với thành tích đặc biệt xuất sắc, cả 3 trung đoàn trong đoàn B-70, phi đội 1 C-17, phi đội 4 C-37 và 6 phi công được Đảng và Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, trong đó đơn vị C-17 được phong tặng 2 lần. Ngoài ra, cán bộ chiến sĩ đoàn B-70 được tặng 10 huân chương quân công, 1216 huân chương chiến công các hạng và nhiều phần thưởng cao quý khác. Đặc biệt, trong thời gian thực hiện nhiệm vụ chi viện quốc tế, sư đoàn được Nhà nước Campuchia tặng 2 huân chương Angkor và 1 huân chương độc lập. Sư đoàn không quân 370 thuộc quân chủng phòng không quân được thành lập ngày 30 tháng 10 năm 1975. Khi mới thành lập, sư đoàn có một trung đoàn tiêm kích làm nhiệm vụ quản lý khai thác sân bay và nhiệm vụ bảo vệ chính quyền của cách mạng ở khu vực quân khu 5. Đến nay, sư đoàn không quân 370 đã được trang bị các loại máy bay, xe máy, khí tài, phương tiện hiện đại đủ khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, nhân dân và quân đội giao phó. Trải qua 35 năm xây dựng và trưởng thành, sư đoàn không quân 370 đã lập được nhiều chiến công, đóng góp được nhiều, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần bảo vệ giữ vững bầu trời bình yên của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Để có được những thành tích ấy, cán bộ chiến sĩ của sư đoàn không quân 30 qua các thời kỳ là lập nên những thành chiến công xuất sắc, có những đồng chí đã hy sinh quên mình vì nhiệm vụ của sư đoàn giao. Kỷ niệm truyền thống 35 năm ngày thành lập sư đoàn không quân 30, thay mặt cho thường vụ đảng ủy chỉ huy sư đoàn, chúng tôi bày tỏ cảm ơn đối với đảng, nhà nước, đảng ủy quân sự trung ương, bộ quốc phòng, mà trực tiếp là đảng ủy, thủ trưởng bộ tư lệnh quân chủng phòng không quân, các cơ quan, đơn vị ngoài quân đội, nhân dân, chính quyền địa phương nơi đơn vị đóng quân đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ cho đơn vị chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trước tình hình hiện nay, thường vụ đảng ủy chỉ huy sư đoàn không quân 30 quán triệt sâu sắc nghị quyết của đại hội lần thứ 9 của đảng bộ quân đội, nghị quyết lần thứ 8 của đảng bộ quân chủng phòng không quân, ra sức xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, một đơn vị vững mạnh toàn diện, xứng đáng với 16 chữ vàng Bác Hồ khen tặng không quân. Phát huy truyền thống vẻ vang 35 năm qua, cán bộ chiến sĩ đoàn không quân B-70 đang ngày đêm rèn đức luyện tài, vươn lên làm chủ khoa học kỹ thuật, chiến thuật, quyết tâm thực hiện thắng lợi cuộc vận động, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xứng đáng với 16 chữ vàng mà Bác Hồ trao tặng cho bộ đội không quân. Trung thành vô hạn, tiến công kiên quyết, đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể, góp phần xây dựng quân đội, quân chủng phòng không không quân theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc bầu trời, chủ quyền biển đảo, thềm lục địa, Tổ quốc Việt Nam, xã hội chủ nghĩa.